đoạn tận năm hạ phần kiết đạt quả bất hoàn đoạn tận năm thượng phần kiết đạt quả a la hán biết rõ các pháp chứng được đều là pháp diệt đạt được độc giác bồ đề đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não sở tri đượn